Xin chào các bạn, hôm nay mình xin đọc bài có tiêu đề Dù chỉ là thoáng qua. Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ? Thế gian ngừng. Cậu ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi. Khi ấy trời đang mưa, tôi đứng ngoài cửa câu lạc bộ khiêu vũ, tay cầm ô màu hồng, chân nhịp nhịp theo giai điệu của bản nhạc trong MP3. Tôi và cậu ta không hề quen biết. Lúc đó tôi vừa tan buổi tập khiêu vũ thường lệ vào mỗi buổi chiều thứ sáu, đang đứng chờ cô bạn thân trễ hẹn tới rước. Chúng tôi đã có hẹn xem phim và ăn uống với nhau cả tối. Còn cậu ta đứng bên kia đường, cách một màn mưa lất phất và nhìn chằm chằm vào tôi. Một cách bất ngờ, người lạ mặt băng nhanh qua đường bằng những bước chân sải dài. Cậu ta cao và khá gầy, gương mặt vùi sâu trong áo khoác, mái tóc nhuộm màu nâu sáng lấm tấm những hạt mưa li ti, đôi mắt lộ khỏi cổ áo gần như trong suốt và nói gợi tôi nhớ một cơn mưa mùa đông. Chúng tôi chỉ còn cách nhau hai bước chân. Tôi bối rối nhìn quanh để xem có ai đó mà cậu ta muốn tìm hay không, nhưng không may là học viên câu lạc bộ đã tản về hết và trên lề đường lúc ấy chẳng có ai ngoài tôi và cậu ta. Trong một khoảnh khắc, cậu ta kéo áo xuống thấp, nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi dài, và người lạ mặt cất tiếng đầu tiên sau nhiều phút lặng im. Daisy, tớ đã đợi cậu rất lâu. Đông Vũ, cơn mưa mùa đông, cậu thấy có vấn đề gì với nickname của tôi sao? Hì hì, không có gì, không có gì. Xin chào cơn mưa mùa đông, tôi là Daisy. Hoa cúc à, cậu thích hoa cúc? Bingo, nhưng không phải là hoa cúc bất kỳ mà là hoa cúc dạ. Tớ không ngờ cậu lại ở đây. Tôi đi song song bên cạnh Đông Vũ như thì thào nói. Sau rất nhiều ngày đột nhiên biến mất. Thank you.